Tại những nơi tập trung đông người như cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, công tác phòng chống dịch COVID-19 giờ đây đã được nâng cao hơn. Điều này cho thấy ý thức chấp hành của người dân đều hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Việc thực hiện các quy định trong phòng dịch được các cửa hàng thực hiện rất chặt chẽ, bố trí nước sát khuẩn và khẩu trang ngay từ cửa ra vào. 100% nhân viên phục vụ đều đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách trong quá trình giao dịch. Bên cạnh đó, tăng cường bán hàng trực tuyến nhằm hạn chế di chuyển, tiếp xúc. Tất cả những khách hàng đến giao dịch thì đều được nhân viên hướng dẫn khử khuẩn tại cửa ra vào và phát khẩu trang miễn phí. Hàng hóa ở trên mặt sàn được sắp xếp theo đường lối thuận tiện để khách hàng có thể vào mua hàng được nhanh chóng và thuận tiện để giảm cái thời gian mà tiếp xúc giữa khách hàng với nhân viên. Hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người đến mua sắm nên đội ngũ nhân viên này còn được trang bị thêm cả mũ chống giọt bắn. Việc kẻ vẽ khoảng cách dành cho người đi mua sắm cũng được thực hiện. Hầu hết mọi người đều ý thức cao trong phòng dịch. Mình luôn tránh các cái khoảng thời gian đông người cũng như thời gian tan tầm để đi lựa chọn mua sắm cho thoải mái. Và luôn luôn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào các khu mua sắm lớn. Một tuần mình sẽ đi một lần chẳng hạn, thì mình sẽ liệt kê những cái đồ cần thiết trước để mình đi, mình mua trước để làm sao không phải đi quá nhiều lần. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng dịch tại những nơi tập trung đông người sẽ góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.